chào mừng anh em đã đến với kênh của chúng anh. Nhân tiện hôm nay là một ngày đẹp trời thì cô bé đen từ trên xuống dưới đã dẫn hai con xe rất là đen ra để nói về cái điểm khác biệt giữa hai tụi nó. Tại vì sao anh em hay thắc mắc hỏi mình là tại sao cũng là T120 đen và cũng là T120 đen mà hai phối màu này lại có sự chênh lệch một chút về giá. Thì bên trái mình đây là chiếc Bonneville T120 Jet Black đen bóng bình thường cơ nhất, và bên phải mình là T120 Sapphire Black Matte Sapphire, có nghĩa là bản đen bóng nhám tùm lum hết, mới nhất 2023. Đây là màu mới nhất, vừa mới về tối luôn anh em. Vậy thì ở hai phối màu này có những điểm khác nhau như thế nào? Giống nhau, thông số kỹ thuật, công nghệ hỗ trợ người lái an toàn nhất, kể cả những trang bị trên xe, thì hai con xe này hoàn toàn là không khác gì nhau cả. Nó vẫn có là động cơ 1.2 phân khối, vẫn sử dụng heo Brembo trước, heo Nissin sau, vẫn là những cái chiếc đèn tròn cổ điển, đồng hồ đôi cổ điển và vô cổ chai như thế này. Nhưng mà đây là cái dòng cao nhất, gọi là cao nhất trong cái dòng xe T120. Điểm khác biệt của tụi nó là ở đâu? Thì những cái chi tiết mạ chrome ở trên bản T120 bình thường qua con xe này sẽ được đổi thành chi tiết đen. Ví dụ như anh em có thể thấy, mình sẽ đi từ trên xuống nha. Đầu tiên là hai cái cặp gương kính chiếu hậu của con T120 bên này. Tiếp theo là ở cái đèn trước nè. Thì cái vòng đèn trước của con T120 bình thường thì nó sẽ là mạ chrome sáng, 4 xi nhan. Ở đây chi tiết về trước như thế này, tô đen nè. Ngay cả cái mâm xe cũng là đen luôn. Và ống xả hai cái bô cổ chai được thay từ cái chrome sáng đổi về thành là đen nhám như thế này. Tiếp theo, đây ốp lốp máy như anh em có thể thấy đen luôn. Rồi, xi nhan sau đen luôn, mâm sau đen luôn. Và yên thì đặc biệt, cái điểm đặc biệt ở trên con T120 Black này là yên của nó là yên màu nâu. Và đây, bình xăng có một phần trên là đen bóng và phần sau này là đen nhám, được chia ra bởi một cái sọc ở giữa màu đen và màu bạc, rất là đẹp. Điểm nhấn thật sự là khi mà con này là màu mới nhất 2023 nha anh em. Thì khi mà cái con T120 Black vừa về tới showroom mình bị wow. Tại vì so với cái bản T120 Black cũ á, thì nó sẽ chia đôi bình xăng ra như thế này. Ở trên là một bên, một phía trên phía dưới là đen nhám với lại xám nhám. Thì màu đó cũng đẹp, nhưng nhìn vào cái phối màu mới này nó sang hẳn luôn, thật sự. Như anh em có thể thấy á, là ở cái bản T120 Jet Black cơ bản này, thì trên con xe ngoài những cái chi tiết đen, có những cái chi tiết mạ chrome, nó cũng có thể gọi là điểm nhấn của con xe, đúng không? Đây, anh em có thể thấy nè, nó sẽ xen kẽ giữa những chi tiết đen bóng, đen nhám, mạ chrome xước và chrome bóng như thế này, để khiến cho con xe nó có một cái vẻ hài hòa hơn, trẻ trung hơn. Đây, gương chiếu hậu của hai con xe là con này đang vẫn là dùng mạ chrome nè, con này là đen. Tiếp theo đó là cái viền đèn trước xi nhan nè. Tiếp theo là cái đồ bắt dè, mâm xe con này đang dùng ngâm suốt, còn bên đây đã là đen bóng. Rồi phần ống xả từ cổ bô cho tới ốp lốp máy đó, đồ gác chân cũng vậy luôn nha anh em. Đây, đồ gác chân ở bên con này là đang chrome, trong khi là ở bản Black này thì nó sơn đen luôn. Nếu mà anh em để ý á, thì ở dưới những con ốc ở dưới này á, ở bản T120 Black là cũng được sơn đen luôn. Rồi, yên, đây là một cái yên nâu rất là lịch lãm. Có nghĩa là cái bản T120 Black này á, so về giá thì thật sự là nó không quá chênh lệch với bản T120 Jet Black cơ bản. Nhưng
khi mà một con xe được hoàn thiện mà thêm những cái chi tiết đen như vậy á, thì nó có nhìn vô anh em sẽ có cảm giác như là nó đang là tăng cái sự huyền bí cũng như là cái vẻ đẹp lịch lãm cổ điển của con T120. Đó chính là lý do tại vì sao mà nó có phần giá của nó nhỉnh hơn chút xíu thôi. Thì quan trọng là có những anh em sẽ thích một con xe có những cái điểm nhấn sáng tối như thế này, và cũng có những anh em là thích một con xe phải full đen luôn. Tại vì hồi xưa thì anh em mua về anh em lại tự sơn những chi tiết chrome này thành đen. Đó, nhiều khi mình nghĩ đó là lý do tại sao mà Triumph đã làm ra cái phiên bản T120 Black để đáp ứng cái nhu cầu đó của anh em. Cơ bản thì hai con xe này của dòng T120 mạnh như nhau, đầm như nhau, lịch lãm như nhau. Chỉ là khác cái là dòng xe nào, mẫu xe nào, màu nào nó sẽ phù hợp với sở thích của anh em hơn. Ví dụ như con này thì nó hài hòa, nó có điểm nhấn trên dưới, trong khi là bản bên này thì sẽ full đen toàn bộ, gần như là toàn bộ, để nó tăng thêm cái vẻ lịch lãm, tăng thêm cái vẻ huyền bí của con xe, và nhìn cảm giác như con xe nó cứng cáp hơn hẳn luôn anh em. Mình nói thật luôn, nhìn cái màu này ở ngoài siêu siêu đẹp đó. Vậy thì anh em có cần tư vấn thêm về những cái phối màu của dòng T120, về giá cả, về công nghệ cũng như là những cái dòng xe khác của Triumph, thì hãy liên hệ số hotline mình để ở bên dưới. Nếu anh em thấy hay cho mình xin một like, một subscribe để mình có thêm động lực làm nhiều video cho anh em xem nữa nha. Bye bye. Bye everybody, thanks for coming.